Võ thần chúa tể thuyết minh tập 956-957 Tần trần ngưng thần nhìn về phía Tang đạo thảo, gặp cái này tan đạo thảo có thể còn có phút chốc mới có thể thành thục, liền hỏi, ở đây tới gần cơ châu, không biết cơ gia chi người có thể hay không tới. Tan đạo thảo có thể để cho võ hoàng cường giả đột phá võ đế, cừu gia cơ châu liền tại phụ cận, chẳng lẽ lại không biết đạo này núi chỗ, nếu có cơ gia chi người tới. Này đối tần trần tới nói, nhưng là một cái tin tức tốt, cừu gia đương nhiên sẽ tới, hơn nữa đạo này núi chính là cừu gia đại năng gieo xuống, cừu gia làm sao lại không qua tới. Trác lạnh lùng cười nhạo nói, trước kia chính là cừu gia nghĩ điều động cao thủ, đem cái này tan đạo thảo dời đi, kết quả bị cấm chế trọng thương, chật vật đến cực điểm, trở thành một chuyện cười. Cái này tan đạo thảo là cừu gia đại năng gieo xuống. Tần Trần lập tức chấn kinh, đột nhiên giống như là bắt được cái gì, liền hỏi, huynh đệ có biết vị kia đại năng kêu cái gì? Cơ vô tuyết. Trác lạnh lùng nói, rõ ràng nội tâm của hắn đối với thiết hạ đạo sơn người cực kỳ cảm kích, thốt ra, mười phần cung kính, lại là cơ vô tuyết. Tần trần nội tâm chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này, đầu óc hắn ông ông tác hưởng, phản phất về tới 300 năm trước một cái kia mùa đông, hắn đi tới cừu gia, cùng cơ vô tuyết luận bàn giao lưu, nấu rượu sau đó, hai người nắm tay nói chuyện vui vẻ, mà chính mình nhưng dù sao có chút buồn rầu không vui, bởi vì, lúc ấy chính hắn, một lòng muốn đột phá võ đế, lại vì mình phế mạch buồn rầu đến cực điểm. Cơ vô tuyết biết được phía sau, cười vỗ bả vai của hắn một cái, ngưng thanh đạo, tần huynh ngươi yên tâm, chờ cừu mổ đột phá chính thiên vũ đế phía sau, dù là đạp phá vũ vực các đại cấm địa, cũng phải tìm tìm được hóa giải phế mạch linh đang dịu dược, nhưng tần huynh có cơ hội bước vào chính thiên vũ đế cảnh giới tuyết lớn bên trong, cơ vô tuyết lời thề vẫn như cũ vang vọng bên tai. Mà thời điểm đó Tần Trần, kỳ thực cũng không để ở trong lòng, nhưng bây giờ, hồi tưởng trắc lạnh lùng lúc trước nói tới, Tần Trần khóe mắt, lập tức ẩm ướt, nguyên lai, like, cái này tan đạo thảo chính là trước kia cơ vô tuyết vì chính mình tìm được, đáng tiếc, hắn từ trong tấm địa sau khi ra ngoài, mới hiểu tin tức của mình, bên dưới đau buồn, lúc này mới đem tan đạo thảo trồng trọt ở đây. Thậm chí, dứt khoát đi tới tử vong hạp cốc, từ đây không có chút nào tin tức, một đi không trở lại, vô tuyết huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tần trần mặt mũi tràn đầy khổ tâm cùng đau lòng, đúng lúc này, ầm ầm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ thật to, đỉnh núi đám người nhao nhao ngẩng đầu, liền thấy trên đỉnh đầu, xuất hiện hai chiếc chiến hạm khổng lồ. Cái này hai chiếc chiến hạm, trực tiếp buông xuống tại đạo sơn phía trên, phản phất hai ngọn núi lớn, đông nghiệp phủ lên bầu trời liệt nhật, là cừu gia cùng mạch gia hai thế lực lớn này cuối cùng cũng đến rồi trên sân trên mặt mọi người cũng là biến sắc lộ ra biểu tình khiếp sợ cừu gia mạch gia theo thứ tự là phiến địa vực này hai đại đỉnh cấp thế lực đã từng đều thuộc về ẩn thế thế lực về sau rời núi phía sau đều có cường giả đỉnh cao tại chấp pháp điện đảm nhiệm cao tầng có thể nói là phiến khu vực này danh chí thực quy kẻ thống trị bất quá hai thế lực lớn này mặc dù đều ở đây chấp pháp điện bên trong đảm nhiệm cao tầng, giữa hai bên quan hệ nhưng cũng không tốt, giữa hai bên thường xuyên phát sinh xung đột. Mà hai thế lực lớn cũng nhao nhao chiêu binh mãi mã, mở rộng chính mình, mục đích đúng là vì áp đảo đối phương, độc bá nhất phương, tan đạo thảo thành thuộc chuyện như vậy, hai thế lực lớn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhưng mọi người không nghĩ tới, hai thế lực lớn này lại cùng lúc đến, thật đúng là không có chút nào nhường hai chiếc chiến hạm mặc dù lơ lửng tại đạo sơn bầu trời. Nhưng bởi vì đạo sơn bên trong nắm giữ đáng sợ cấm chế, nhưng cũng không dám quá mức tới gần, rất nhanh, rõ ràng cũng là cừu gia thiên tài, tu vi cao có thấp có, có mạnh có yếu, mà đổi thành một bên, cũng là một cái anh tuấn nam tử đầu lĩnh, dáng người thon dài, một thân hoa y, không nhiễm một tia bụi trần, đồng dạng tại nửa bộ vũ đế cảnh, hành tẩu mà ra, ánh mắt sáng quắc, giống như hai vòng liệt nhật, là cơ như trời cùng chớ ngàn nguyên. T, hai người này cũng là hai đại gia tộc trong thế hệ trẻ người nổi bật a. đám người nghị luận cảm thấy có trò hay để nhìn, mà không thiếu nữ tử thì hai mắt tỏa sáng, hận không thể trực tiếp nhào tới, có thế cả cho cái này hai đại gia tộc con trai trưởng nhân sinh tuyệt đối có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm, trực tiếp vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt như trăng vì cái gì không ở. Tần Trần Tâm cũng siết chặt ánh mắt đảo qua lại không phát hiện Như Trăng ở bên trong, sao lại có thể như thế đây, căn cứ tình báo, Như Trăng đã rời đi chấp pháp điện, về tới cừu gia, mà Như Trăng tại cổ lo lắng giới bên trong, cũng bước vào đến rồi nửa bộ vũ đế cảnh giới, khoảng cách chính thiên vũ đế, chỉ có cách xa một bước, bây giờ tăng đạo thảo sắp thành thục, nếu Như Trăng thật sự tại cừu gia mà nói, cừu gia như thế nào lại không để để cho nàng tới đây chứ, nhưng bây giờ, tầng trần đảo qua đám người, như trăng hoàn toàn chính xác không ở, cái này lập tức làm hắn trong lòng hiện lên một tia khói mù, như trăng đến cùng thế nào, cựu gia cùng chớ gia chi người vừa tới, liền trực tiếp hướng về tối tới gần tế đàn chỗ bay tới, cơ như trời, người tới thật sớm a à? Chớ ngàn nguyên cười lạnh nói. Còn tốt, cái này tan đạo thảo vốn là ta cơ gia chi vật, nhanh lên chậm một chút, cũng không đáng kể, ngược lại là người nào đó, bình thường cùng ta cựu gia không đối phó, có chỗ tốt nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh. Cơ như trời cũng cười nhạo nói, ha ha, ngươi cơ gia chi vật. Ta như thế nào nghe nói các ngươi cừu gia trước đây cùng cơ vô tuyết trở mặt, đều nhanh không thừa nhận hắn là ngươi cừu gia đệ tử. Sao bây giờ lại là ngươi cơ gia chi vật? Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng được một tia tan đạo thảo tinh khí. Cơ như trời hừ lạnh nói, vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tục cùng có cái gì năng lực chớ ngàn nguyên cũng cười lạnh hai người liếc nhau địch ý nồng đậm một đám người từ trên trời giáng xuống chớ ngàn nguyên ánh mắt đảo qua dừng ở trong đám người một nữ tử trên thân lập tức hai mắt sáng lên đạo tử vân tiên tử hắn một thân nhoáng một cái hướng về tử vân tiên tử bên cạnh rơi xuống lăn cái này từng vòng từng vòng ngồi cũng là người hắn cũng không phải bay vọt mà đi mà là trực tiếp vung tay lên phịch một tiếng lập tức đem phụ cận mấy người đánh bay ra ngoài chỉ thấy những người kia ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe trọng trọng té ngã trên đất tức giận không thôi có thế ngồi ở tế đàn phụ cận cũng là một chút cường giả cấp cao nhất trong đó có người cũng là nửa bộ vũ đế tu vi nhưng tại cái này chớ ngàn nguyên trước mặt lại giống như chuột gặp phải mèo đồng dạng không hề có lực hoàng thủ cùng là nửa bộ vũ đế khác biệt quy tắc nhập đạo thực lực sai biệt quá lớn có thể nói trời và đất đồng dạng, chớ ngàn nguyên trực tiếp tại tử vân tiên tử bên cạnh rơi xuống. Đồng thời, chớ gia chi người cũng chiếm cứ cái này một mảnh, đem những người khác đều đuổi hướng về phía hậu phương. Những người này cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể biệt khuất lui lại ra, chớ ngàn nguyên đại nhân. Đương nhiên, cũng có người tiến lên đón. Thái độ kim cung, như chúng tinh phủng nguyệt, đang nịnh nọc chớ thiên nguyên mặt mũi tràn đầy ngạo khí đám người biểu hiện như vậy hắn thấy là chuyện đương nhiên, hắn nhanh chân mà đi, trong mắt chỉ có một người, đó chính là tử vân tiên tử, một đóa xinh đẹp kiều hoa, đồng thời, đối với những cái kia hướng hắn nịnh nọt đệ tử, chớ thiên nguyên kiên nhẫn liền tốt rất nhiều, hướng về phía những người này khẽ gật đầu. Bởi vì, những người này cũng là dựa vào hắn mặt gia thế lực thiên kiêu, hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện quá mức vô lý, sau đó, hắn đi tới tử vân tiên tử bên cạnh, dùng ánh mắt thâm tình nhìn sang ngạo nghễ nói tử vân ta tới giúp ngươi ngắt lấy dung đạo thảo quả thực tử vân tiên tử nhưng là không thể nào cảm kích thản nhiên nói không cần chính ta có thể không sai tử vân sao lại muốn ngươi tới ngắt lấy trái cây vô sự mà ân cần có ý khác tử vân tới ta bên này cơ như ngày lạnh trên một tiếng đi tới tử vân tiên tử bên cạnh cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém chớ thiên nguyên đạo cơ như ngày ngươi đừng ở bên kia mạo xưng lão sói vẫy đuôi, có ta ở đây, hôm nay ngươi mơ tưởng đoạt được một khỏa dung đạo trái cây. Thật sao? Ta ngược lại muốn thử một chút, xem kết quả một chút là ai không thu hoạch được gì. Cơ như ngày không cam lòng tỏ ra yếu kém, mặt gia cùng cừu gia những năm gần đây, một mực tranh phong tương đối, đại gia cũng lười giả bộ mô hình làm dạng, trực tiếp khiêu chiến, chớ thiên nguyên không thèm để ý cơ như ngày, mặc dù đang tử vân tiên tử bên này đụng nhầm cây đinh, nhưng là không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Tiếp tục nói, tử vân, ta tự nhiên biết tự ngươi có thể thu được dung đạo thảo quả thực, nhưng ngươi không phải còn muốn vì ngươi mà đệ đệ thu hoạch một quả sao. Dung đạo thảo tinh hoa không cách nào bảo tồn, có thế trái cây lại có thể bảo tồn thật lâu, chờ ngươi đệ đệ bước vào võ hoàng cảnh giới, tự nhiên cũng cần như thế một quả. Tử vân tiên tử không khỏi khí thế một yếu nàng cũng là nửa bước võ đế có đầy đủ chắc chắn hấp thu dung đạo thảo tinh hoa nhưng dù sao tinh lực có hạn trên sân cao thủ nhiều như thế nàng cũng không dám cam đoan có thể thu được quá nhiều có thế nàng hết lần này tới lần khác lại vô cùng yêu chiều đệ đệ của mình muốn cho đệ đệ cũng mưu cái đại tạo hóa bởi vậy liền lộ ra do dự ý cự tuyệt không còn kiên quyết tất nhiên chớ thiên nguyên công tử một mảnh thịnh tình tử vân tiên tử vẫn đáp ứng a chính là đây chính là dung đạo thảo quả thực, chớ thiên nguyên đại nhân vậy mà cam nguyện vì tử vân tiên tử đoạt được một chút, đối với tử vân tiên tử ái mộ quả nhiên là thực tình chứng giám A, à, chớ thiên nguyên sau lưng một chút thiên kiêu đều nở nụ cười, đương nhiên. Bọn hắn ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng đều ăn vị vô cùng, bởi vì tử vân tiên tử thật sự đẹp đến kinh người, vũ vực tam trọng thiên bên trong, mỹ nữ rất nhiều, thiên kiêu ngang ngược. Nhưng chân chính như tử vân tiên tử như vậy, nhưng là mười phần thưa thớt, bởi vì, tử vân tiên tử chẳng những xinh đẹp kinh người, còn nắm giữ kinh người võ đạo thiên phú. Vậy dĩ nhiên làm cho nam nhân su chi nhược vụ, huống chi, tử vân thế gia mặc dù không địch lại cừu gia cùng mạch gia, nhưng cũng là cái này mấy châu bên trong cao cấp nhất thế gia, gần với mạch gia cùng cừu gia, mạch gia cùng cừu gia đều cùng tử vân thế gia giao hảo, tính toán thu được tử vân ủng hộ của gia tộc đâu, vậy thì cảm ơn mạch huynh tử vân tiên tử gật gật đầu nàng không cách nào cự tuyệt đẹp như vậy ý nhưng nàng trong lòng đã quyết định chủ ý sẽ trở về lấy trân quý lễ vật lập tức trả nhân tình này bởi vì nàng biết rõ gia tộc buồn rầu ở vào hai đại thế gia ở giữa nhìn như hai đại thế gia đều ở đây giao hảo kỳ thực thời gian cũng không dễ vượt qua cần mười phần chủ ý tất vuông sơ ý một chút chọc giận một nhà khác nàng tử vân thế gia khó có thể chịu đựng lửa giận của đối phương chớ thiên nguyên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đạo, việc rất nhỏ. Hắn là mạch gia người nổi bật, đã sớm bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, nhưng Thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, lấy hắn hôm nay tu vi, dẫn động dung đạo thảo quả thực tự nhiên không thành vấn đề, bởi vì, hắn tự xưng là trên sân không người mạnh hơn hắn, tử vân, không phải liền là dung đạo thảo quả thực sao. Ta cũng thay ngươi dẫn tới, quay đầu đưa cho em vợ, cái nào cần phải tiểu tử này tiễn đưa. Cơ như ngày bất mãn, chớ thiên nguyên là có ý gì, coi là mình không tồn tại sao. Hắn tiến lên, tranh phong tương đối, ai là ngươi em vợ, cơ như ngày, ngươi nói một chút tin tường. Tử vân tiên tử tức giận, sương lạnh trải rộng khuôn mặt, nổi giận nói, chớ thiên nguyên cũng ánh mắt trầm xuống. Đạo, cơ như ngày, chỉ ngươi cái kia đức hạnh, cũng xứng được tử vân tiên tử. Muốn ngươi nói nhảm hai người không nói hai câu lại đúng rồi đứng lên tử vân tỷ tỷ đừng để ý đến bọn hắn lúc này cơ như ngày sau lưng đi ra một thiếu nữ vẻn vẹn có không tới hai mươi lại cũng là một gã sơ kỳ võ hoàng quanh thân tinh quang thôi sáng mười phần tinh linh cổ quái đây là cừu gia một vị khác thiên kiêu cơ như ngày muội muội cùng tử vân tiên tử quan hệ không tệ nàng kéo lại tử vân tiên tử cánh tay cười hì hì nói anh ta chính là nói nhiều ngươi đừng để ý tới hắn, bất quá ngươi yên tâm, em trai ngươi dung đạo thảo quả thực, quấn ở anh ta trên thân. Tử vân tiên tử nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt hòa hoãn lại, hai người quan hệ tự hồ không tệ. Đạo, như sao, người cũng tới rồi, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, ngươi cũng đột phá võ hoàn cảnh giới. Tỷ tỷ tại ngươi cái tuổi này thời điểm, còn không bằng ngươi đây. Tử vân tỷ tỷ nói đùa, ngài thế nhưng là cùng như trăng tỷ một dạng, là cơ châu sông kiêu a à, làm sao lại không bằng như sao muội muội đâu cơ như tinh cười hì hì nói tần trần trong lòng hơi động cơ như ngày cơ như tinh chẳng lẽ cừu gia hai người là như trăng ca ca cùng muội muội đây chẳng phải là một cái là mình đại cửu ca một cái là mình cô em vợ vốn là tần trần tới đây chính là muốn thông qua tử vân tiên tử cùng cừu gia đắp lên quan hệ không nghĩ tới trực tiếp gặp được mình đại cửu ca cùng cô em vợ ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức, bất quá. Tần Trần cũng không có vọng động, trước mắt còn không phải tiến lên thời cơ tốt, phải tìm cơ hội, tiếp xúc hai người này, thuận thế tiến vào cừu gia bên trong, hắn nhướng mày, nảy ra ý hay, đang tại hắn trầm tư ở giữa, tử vân tiên tử một câu nói, lại đem hắn chú ý của lực hấp dẫn, như sao, như thế nào không thấy tỷ tỷ ngươi như trăng. Nghe nói nàng đã về tới các ngươi cừu gia. Như thế nào không thấy nàng tin tức. Cái này dung đạo thảo đối với nàng mà nói cũng có sự giúp đỡ to lớn a." À. Tử Vân tiên tử hiếu kỳ nói, như Trăng tỷ. Cơ Như tinh thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, dung đạo thảo thành thục. Lúc này không biết là ai kêu một tiếng, lập tức, ánh mắt mọi người cũng là ném đến rồi dung đạo thảo bên trên, giống như chớ thiên nguyên bọn người trong nháy mắt đã mất đi lực hấp dẫn. So sánh dưới, có cái gì so sánh với người cường đại càng quan trọng hơn chớ thiên nguyên không khỏi dâng lên một cổ khó chịu, nhưng lập tức tưởng tượng, tại sao mình muốn cùng một gốc đế thuốc bực bội đâu. Hắn lắc đầu, vương người đứng dậy, phải lập tức dẫn động dung đạo thảo cộng minh, mà lúc này, tế đàn kia trên dung đạo thảo đang rung động, ầm ầm, giờ khắc này. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, đại đạo khí tức cửa hàng, làm cho tất cả mọi người đều gần như muốn thần phục, nhịn không được muốn dập đầu, muốn quỳ bái xuống, một gốc đế thuốc mà thôi, có thể nhường rất nhiều nửa bước võ đế cường giả muốn quỳ sát đây, đây chính là tan đạo thảo bởi vì ngoài ý muốn đã từng bị đại đạo quy tắc buông xuống trở thành vật dẫn mặc dù cuối cùng đại đạo quy tắc mất đi nhưng mà bụi cỏ này bên trong đã lưu lại rồi quá nhiều tin tức quá nhiều huyền bí bây giờ nó chảy xuôi vô tận quan hoa phát ra kinh người khí tức đủ loại quy tắc chi lực đang lưu chuyển ở đây lập tức hóa thành một mảnh quy tắc hải dương giống như là muốn vũ hóa phi tiên giống như, hơn nữa, cả cây linh dược đang tỏa ra hào quang ống ánh, giống như đầy trời quang vũ, rực rỡ chói mắt, đây đều là dị tượng, cũng là quy tắc chi lực biến thành, ngoài ra, còn có vô tận rậm rạp chằng chịt phù văn đang lóe lên, ẩn chứa đại đạo chí cao khí tức, để cho người ta phản phất nhìn thấy thế gian cao cấp nhất thiên nga độ dài. Để cho người ta kính ngưỡng, đồng thời, tại nơi cửu diệp tan đạo thảo bên trên, mỗi trên mỗi lá cây đều nâng chính quả trái cây, rất đặc thù, nở rộ ngũ quan thập sắc, phát ra đạo âm, giống như hồng chung đại lữ giống như, đinh tai nhức óc, tầng trần mặt kệ, bây giờ xếp bằng ở này, nhìn chầm chầm tan đạo thảo, đây là kiếp trước hắn hảo hữu chí giao cơ không tuyết lưu lại. Hắn làm sao có thể lãng phí người khác một phen khổ tâm, bây giờ, ở đây mỗi người đều động, điên cùng vận chuyển thể nội áo nghĩa, tính toán dẫn động cái này tan đạo thảo khí tức mà chớ thiên nguyên càng là ngưng thần, toàn lực thôi động chính mình trưởng khống cái kia một tia mơ hồ quy tắc chi lực, toàn lực dẫn dắt, dù sao ở đây còn có một số nửa bộ vũ đế. Có tư cách dẫn động tan đạo thảo, hắn tuy mạnh, nhưng nếu là chậm một bước, trái cây chắc là phải bị người cướp đi, cùng là nửa bộ vũ đế, hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đang hấp thu tan đạo thảo một đường bên trên, nghiền ép tất cả mọi người huống chi còn có cơ như nhật nhóm cường giả ở một bên nhìn chầm chầm, quanh, hắn dương động quy tắc. Toàn lực thôi động quy tắc chi lực, bắt đầu dẫn động tan đạo thảo trái cây, lại, hắn tổ tông đã từng hấp dẫn qua tan đạo thảo, biết một chút bí pháp, trong bóng tối vận chuyển, vẻn vẹn một chút mà thôi, hắn liền phong tỏa một khỏa trái cây, viên kia trái cây toàn thân xích hồng, phát ra kinh người quy tắc khí tức, tại hắn quy tắc phía dưới hơi hơi có chút phản ứng, hắn lập tức toàn lực ứng phó đem tinh thần toàn bộ quán chú đi qua, ông ông ông, viên này trái cây rung nhẹ nhẹ, toàn thân nó xích hồng, trong đó có đạo đạo lưu quan đang chuyển động, vừa mỹ lệ lại nguy hiểm, nhưng lại có thể nhường nửa bộ vũ đế đối với quy tắc chi lực cảm ngộ, bước vào một cái cảnh giới toàn mới, làm cho trong khoảng thời gian nắng tiến vào chính thiên vũ đế cảnh, vô cùng trân quý. Đến đây đi, đến đây đi, chớ thiên nguyên ở trong lòng nói, mà một bên cơ như nhật cũng tại điên cuồng dẫn động, hai người ra tay toàn lực, tại cạnh tranh với nhau, đều tính toán thứ nhất dẫn động đại đạo quả thực, hai người không ngừng thôi động cảm ngộ quy tắc sức mạnh, đem tự thân dung nhập đại đạo, đây chính là tan đạo thảo trái cây, cho dù là bọn họ đã là nửa bộ vũ đế cường giả. Nhưng là không phải một cái chớp mắt đều có thể dẫn động, hai người không ngừng thi triển quy tắc, nhưng hai người cộng minh càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, chớ thiên nguyên trước mặt viên kia đại đạo quả thực hơi hơi bỗng nhúc nhích, Hắn lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ đắc ý, hắn từ tổ tông trong tai nghe qua, bất luận cái gì một cái đại đạo quả thực đều rất khó dẫn động. Nói chung, có thể ở một nén ngang bên trong dẫn động viên thứ nhất đại đạo quả thực đã mười phần không được rồi, mà bây giờ, mới nửa nén hương mà thôi, hắn liền đã lệnh đệ một khỏa đại đạo quả thực phát sinh biến hóa, chớ thiên nguyên gia tăng thi triển quy tắc sức mạnh, viên kia đại đạo quả thực trung rẫy dữ dội, giống như muốn thoát ly phiến lá hướng hắn bay nhào mà đến. Chớ thiên nguyên mỉm cười, hắn liền muốn thành công, phốc, quả nhiên, đại đạo quả thực trung rẩy, cuối cùng thoát ly phiến lá, bắn ra, lướt về phía chớ thiên nguyên, chớ thiên nguyên khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười, hết sức tự đắc cùng phách lối, thấy không, đây chính là thiên kiêu số một chỗ đáng sợ, mới nửa nén hương mà thôi, hắn liền dẫn động viên thứ nhất đại đạo quả thực. Vượt qua cơ như nhật, cái gì, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua, liền cơ như nhật cũng thay đổi sắc, bởi vì, trước mặt hắn đại đạo quả thực còn chưa bị dẫn động, có thế chớ thiên nguyên vậy mà thành công, cái này há chẳng phải là đại biểu hắn không bằng chớ thiên nguyên, dù sao, dẫn động đại đạo quả thực dựa vào là đối với quy tắc lĩnh ngộ cùng trưởng khống. Ai trước hết nhất có thế dẫn động đại đạo quả thực, rõ ràng cũng đại biểu người này đối với quy tắc cảm ngộ cũng càng sâu, đến nỗi những cái kia phổ thông võ hoàng nhóm, càng là trận mắt hốc mồm, hậu kỳ võ hoàng dưới võ giả, căn bản là không có nghĩ tới có thế dẫn động đại đạo quả thực, bọn hắn chỉ cần hấp thu cái này tan đạo thảo thành thuộc lúc tản mát đi ra ngoài tinh khí. Liền đã đủ ghê gớm, đến nỗi dẫn động đại đạo quả thực, không phải bọn hắn có thể suy tính, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn hắn đối với chớ thiên nguyên chấn kinh, nửa nén hương mà thôi, bọn hắn liền tan đạo thảo tinh khí đều chưa từng hấp thu một tia. Mặt gia chớ thiên nguyên vậy mà đều đã dẫn động đại đạo quả thực, thực sự là người so với người làm người ta tức chết a à. Tất cả mọi người đều lửa nóng nhìn xem cái kia trái cây bay về phía chớ thiên nguyên, mà chớ thiên nguyên cũng đầy khuôn mặt nụ cười, nhưng đột nhiên, hắn bỗng nhiên biến sắc, bởi vì, này khỏa đại đạo quả thực tại nhanh bay đến trước mặt hắn thời điểm, vậy mà đột nhiên chuyển hướng, làm sao có thể, hắn khiếp sợ không tên, bởi vì hắn cũng là tại tối hậu quan đầu mới phát hiện có một của lực lượng khác xâm lấn tiếp đó dễ dàng liền đem đại đạo quả thực dẫn động, nhưng đại đạo quả thực chạy, cảm giác này thực sự là quá không ổn, thật giống như chính mình ngâm rất lâu muội tử, mắt thấy liền có thể buổi tối ba ba ba, kết quả lại là đột nhiên có một cái nam nhân khác giết đi ra, đem muội tử câu đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không thể động thủ đem đại đạo quả thực cướp về. Bởi vì, nơi đây có cấm chế trải rộng, vị kia đại năng bố trí xuống cấm chế thời điểm liền từng nói qua, chỉ có thể đều bằng bản sự dẫn động đại đạo quả thực, nếu là dám động thủ, tất nhiên sẽ bị cấm chế đuổi ra ngoài, đây chính là liền hậu kỳ võ đế đều có thể trọng thương đáng sợ cấm chế, chớ thiên nguyên tự tin đi nữa cũng không dám mạo phạm. Hắn tức giận vạn phần, điên cùng thôi động quy tắc chi lực, muốn đem đại đạo quả thực hấp dẫn trở về, nhưng lại chẳng ăn thua gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại đạo quả thực bay về phía đám người hậu phương, sau đó, Hắn liền thấy cái này trái cây rơi vào hậu phương một người trong tay, mẹ nó, người kia là ai? Chớ Thiên Nguyên lửa giận trong lòng thiêu đốt. Có thể tiếp nhận xuống, hắn tròng mắt nhanh trừng bạo, bởi vì từng viên đại đạo quả thực đều rối rít bay lên, hướng về thanh niên kia lướt tới, rất nhanh liền tại người kia trong tay tụ trở thành một đống, một đống. Một đống, con mẹ nó là quái vật sao? Cho dù là hắn cái này dạng này đỉnh cấp nửa bộ vũ đế một lần cũng chỉ có thể dẫn động một khỏa đại đạo quả thực mà thôi. Nhưng này choáng nha lại là một đống, lập tức dẫn động mười mấy mai, ngươi là làm sao làm được, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều là giống như nhìn xem quái vật giống như nhìn chầm chầm tần trần, đặc biệt là cơ như nhật, bởi vì hắn tại chớ thiên nguyên sau đó, cũng dẫn động một khỏa đại đạo quả thực, nhưng mà ai biết, viên kia trái cây chỉ lát nữa là phải rơi vào trên người hắn, cũng bị tiểu tử kia cho một xem nửa đường cướp đi, nơi nào nhô ra chết tiểu tử, tất cả mọi người đều giận dữ, nhưng mà, bọn hắn khẽ cắn môi, nhìn xuống xuất thủ xúc động, mà là vội vàng đi câu thông viên thứ hai đại đạo quả thực. Theo bọn hắn nghĩ, tần trần hái tới nhiều như vậy đại đạo quả thực, cũng đã tiêu hao hết sức mạnh, ngược lại còn dư lại đại đạo quả thực còn có không ít. Hồi đầu lại dò xét tiểu tử này thực chất, cho nên, người người quay đầu, tiếp tục video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký